Có con hả? Ok. Phải được hai con nha, cho em ăn đi, trả lại cho khách ăn không? Wow! Yes. Lửa đó anh. Xong lửa. Xong lửa cho nó phải mực. Dạ. Còn nữa không? Thấy rồi đúng không? Có con này bự nè. Vừa đổ mà rủ nó để xả. Trời ơi, chứ ngon gì cho mấy triệu bạc đấy. Cho con bốc tay với cho nó có hơi tay bỏ vô đi không. Dạch vẹ mới có, anh bảo dạch vẹ là không có. Mưa, ở ngoài là mưa. Ở trong là không mưa luôn. Thế là có sao đồ. Có. Kéo lưới. Một tháng xỉu luôn. Tuyệt vời. Hỏi chia sẻ nào. Ăn được rồi. Nhớ like và subscribe nha. Ê, ở dưới nó đen rồi đấy. Không, cứ ăn trên ăn ăn tới đầu sống tới đầu mình nướng đó. Ôi, ôi. Cá mú luôn, mú tiêu luôn.